chín rồi con cá rồi. À, rồi gỡ gỡ bó cho thủng đi, bỏ gỡ bó thủng đi. Rất là ngon nha, cá thắt lát nha. Rất lưỡi đúng mấy giờ. Mới cá ai không chịu. Ê, thôi thôi, giật giật giật. Rồi. Mới cá ăn không chịu. Hút rồi. Đừng đi. Trời ơi, lại hụt nữa rồi. Rồi đứt lưới luôn rồi. Chưa. Đứt lưới rồi. Này, chỉ được phóng được 2 cá ngát nè mọi người. Cần đi qua đây nói chuyện. À, hay quá mọi người ơi, dính được một con nữa. Này, Tấn Nguyễn chuẩn bị móc mồi nha. Còn Hải thì đang ngồi chờ cá cắn câu. Này, anh em mình đang đi sôi cá nha mọi người. Rồi rớt rồi. Đi sâu cá hôm nay có dịp Tấn với Hải với Khanh với Hương, nói chung là còn thiếu thằng Cường nữa. Hôm nay về quê thằng Cường chơi, thằng Cường nó không chưa có về nhà cho nên là anh em buồn quá. Đi sâu cá đồ chơi đỡ buồn, không biết dính con gì không, mọi người chờ xem nha. Mọi người tối tối thấy không, tối tối bông đẹp không, đẹp bà cố luôn. Cái bông nó tiệp với cái con đại bàng ở trên lưng Tấn Nguyễn ha. Đó cu đít đen đó tận cái thằng cũng cái con mắt. Ừ ghê đó, bự mắt chứ bự mắt không có, có ốc không chị tìm vòng cái đâu đây nè, đây có không, thấy ốc gạo không, rong không, ốc gạo á mình nó rong không, nó phải trà cái gì đó, nó phải đổ. Đâu rồi? Con kia tí đấy. Không luôn hả? Bắt bắt được cái này đó. Ốc gì vậy? Vàng. Đâu? À, nó đích thị là nó đó, vàng tươi đó. Tướng Anh phát hiện con gì à? Ốc hả? Ốc này ốc gạo rồi mọi người. Ốc gạo mình ăn vô nghe nó gạo. Ốc gì vậy? Ốc gì vậy? Má kiến nẻ nẻ đau quá. Rồi mày gạch lát chắc chết. Đó mình ăn con rồi. Rồi ba thằng chà bá đi bắt mấy con ốc xíu ăn trời. Rồi sôi cá mọi người, sôi cá không có cá thấy toàn ốc không, ốc ốc con nào không lấy, bằng vào cá thì cá luôn. Con ốc còn chằng hãng hay cực. Còn con gì nữa không? Ốc lát. Chứ không phải ốc con vàng. Ốc lát á. Là dưa xiêm nè mọi người. Chịt chịt hai. Chịt tôi dưa xiêm nè. Nhái hả? À, dưa xiêm thì thấy gốm gì chứ. À, ủa phát ve không? Đó, đó. Nó đó. Nó đó. Ốc bu vàng, ốc bu đất đen á. Vừa. Tấn, không tấn. Đẻ bụi cỏ này xuống. Chẹt cái bụi cỏ này xuống. Đó. Chìm. Đó, mày cần hãng nữa. Nó này tét háng mày. Đó, ốc bu đó thấy không? Ốc bu này nó vậy không đó. Nữa, cũng chằn hãng nữa. Ốc bu cái gì nữa không? Bu không biết. Bu á.
Đây, đây con ốc rồi mọi người. Ốc gì vậy? Rửa rửa ra. Ốc bu á, ốc bu bu. Ngon quá. À, về miền Tây về miền Tây đó ốc, ốc ốc gạo á, về miền Tây thì gọi dê má, dê má. Thì chúng ta sẽ được thưởng thức cái món là ốc bu đồng nha. Kiếm mới. Có con đó con ốc gạo á. À, tối rồi ba anh em đi ốc đi bắt ốc bu vô luộc xả làm xị. Té. Đó, được rồi, vô chừng bắt nha. Hải đang cố gắng bắt con ốc nhưng mà không biết con ốc này là ốc bu vàng hay ốc bu đít đen. Ơi, ốc bu. Hai ngon quá. Chắc 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 hai hai hái xịt cho tính chặt dừa luôn hả, sẵn thưởng thức dừa luôn đi vô. À, anh em đi bắt ốc chứ sầu cá mà tiếc rất tiếc là cá không thấy, thấy toàn ốc không, thấy toàn ốc không à. À, ông thổ địa cho con xin về trái dừa ông tôi đi rồi. À, còn lửa còn chọn nữa hả mày, mày lửa chọn lát rồi. Rồi bẻ lén người ta còn lựa chọn nữa. Qua đây nè, qua chỗ có bịch thì chặt luôn nha. Bây giờ anh em mình Khanh, Tính với Hải sẽ ngồi xuống thưởng thức dừa, dừa sim tại gốc dừa nha. Mà uống không phải là uống ban ngày, uống ban đêm. Mà uống ban đêm thì mọi người hiểu là uống uống thì kiểu gì rồi đó. Trời ơi, công nhận dân trời Tây mà chặt dừa cũng điệu nghệ quá ha. Dừa Trần Hải chứ đi, phải dừa xiêm không có cha. Uống mà còn tặng thêm trái lẻ nữa kìa, uống tặng thêm chân giá. Uống vô, uống chứ, uống chứ đi. Đó, một già thì bẻ buồn trên rồi nè, buồn buồn dưới á. Ừ, mà cãi nữa, tại cái buồng nó cứng thì buồng dưới này vừa ăn không chịu. Buồng này là buồng 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 ăn buồng đó luôn. Này anh cầm đèn nó bút trước à, ngon không? Được. Nó cứng rồi. Mà ta kêu mình chặt cái buồng dưới không chịu chặt, chặt cái buồng gì? Cãi nữa ha. Đâu kìa, đâu xử kìa. Ôi, rồi, rồi. Đã không? Đâu thử ra. Ô, cái buồn nãy ngon hơn buồn nãy. Hải đường hải trái nữa coi. Còn có trái một, buồn này có trái một nhất á. Đúng rồi, uống ở đây. Bây giờ tới mình nha. Đây này, mỉa này. Đây là dưới này. Dưới đây này, cho bự dưới này. Ừ, không được. Dưa này gạt á. Uống còn che nữa chứ. Xin lỗi ông thổ địa. Không. Dưa này ta nghi chắc không phải dưa xin gạt rồi. Nó lặt nhách. Làm gì nó không vô phần. Đúng rồi, khô queo rồi ông nậu ra ông chọn cái trái dừa độc. Đúng xuống này mua dừa về tình cảnh bán y chứ. Ừ, tạ. Mua dừa này mình lên tránh bán nhất xứ luôn. Ai ăn cắp mà quay lên đưa clip lên mạng mới đọc địa đó chứ. Ở lại bán dịp Tết, kiếm tiền qua mùng Tết đi. Trời ơi, Tết dễ làm ăn lắm. Ngày với đêm muốn kiếm nào kiếm. Trời ơi, ngày mình nghĩ nghĩ đi, mình lớn nè, Tết nhất gì nữa. Ừ. Chán chết. Kiếm tiền về Tết qua Tết dẫn đi chơi được.
kiếm tiền về qua Tết thì ra Hà Nam. Hà Nam là ở đâu? Cái bữa mình vô mà dí cái này trong rừng đấy. Hà Đà Nẵng hả? Anh như Hội An chứ. À, trao thử cây ngọt không? Hai trái này là thua rồi đó. Đất nhất, đất nhất hả? Uống hơi dở. Chua chua ngọt không? Đừng nói chua chua cay cay ngon quá mẹ ơi à. Tào leo, uống em nổi. Nó chơi cái dừa này không ngon. Đây giờ nguyên nhóm đi ra lộ qua đổi vị trí nha. Giờ đi qua bên vườn nhà của ông Tám. Đây, anh em vừa tới. Khe chiến được phẩm rồi. Lấy đi. Cái thao gì vậy? Ừ. Rồi, được nhiêu đây là mùi. Trời trời. Nhận này nó giống như dạo phố như làm gì ta. Rồi thôi, hơi clip Nguyễn Thành Vlog đến này cũng xin kết thúc nha. Rồi bye bye mọi người nha. Buổi tối mình giải trí đi soi ốc đồ à. Cho nó vui. Rồi bye bye mọi người nha. Mong rằng mọi người đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ giùm cho anh em mình nha.